Vậy thì với những cái cháu mà bị kém hấp thu dinh dưỡng như vậy thì các bậc cha mẹ nên làm gì ạ? Có rất nhiều giải pháp. Đầu tiên thì chúng ta phải bà mẹ phải có biết một cái kiến thức về dinh dưỡng, tức là phải biết cho con ăn như thế nào cho nó đúng hợp lý theo lứa tuổi của các cháu, chứ không phải là nhồi cho con ăn nhiều là tốt, ăn nhồi cháu không hấp thu được cũng dẫn đến loại tiêu hóa. Thế rồi chúng ta đều biết là hiện nay rồi môi trường sống các thứ vân vân, rất nhiều các cái thức ăn các thứ làm cho dẫn đến mất cái cân bằng hệ dinh dưỡng ruột. Và đặc biệt chúng ta đều biết là hiện nay cái tình trạng lạm dụng kháng sinh, dùng kháng sinh tràn lan làm cho mất cái hệ mất cái cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột, mà trong cái danh từ chuyên môn chúng tôi hay gọi là tình trạng loạn khuẩn đường ruột đấy. Thế làm cho các cháu là dẫn đến giảm thoái hóa. Thế cho nên là cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái rối loạn tiêu hóa hấp thu ở trẻ đó chính là mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hay là chúng tôi còn gọi là loạn khuẩn. Cho nên là giải pháp thì ngoài cái việc mà chúng ta thay đổi lại cái chế độ dinh dưỡng cho trẻ ăn theo đúng cái độ tuổi, ăn đúng giờ, rồi lựa chọn thực phẩm sạch các thứ vân vân ra nữa, thì tôi nghĩ là một cái giải pháp mà cũng rất là hiệu quả, đó là bà mẹ có thể bổ sung thêm cho con những cái vi sinh vật có lợi mà chúng ta hay gọi là các cái probiotic trong các chế phẩm men vi sinh. Thì tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp mà rất hữu hiệu, vừa có tác dụng cải thiện cái tình trạng biếng ăn ở trẻ, vừa giúp cho trẻ hấp thu tốt các chất dinh dưỡng, mà khi mà các cháu không biếng ăn này rồi ăn vào lại hấp thu tốt thì đương nhiên là sẽ cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng của các cháu rất là tốt, các cháu sẽ khỏe mạnh cao lớn, và đương nhiên những cái cháu khỏe mạnh cao lớn thì lại rất ít ốm đau. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề là chúng ta phải cải thiện cái tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ bằng những cái men vi sinh, và thứ hai nữa là tăng cường cái hệ miễn dịch cho các cháu bằng việc bổ sung thêm những cái vi chất dinh dưỡng nữa. Thì đấy là cái giải pháp mà tôi nghĩ là các bà mẹ nuôi con nhỏ cần phải biết được để chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng biếng ăn cũng như là tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ em.